diệt SEA Games 31 tháng 5 tháng lửa thử vàng, khẳng định vị thế đội hình Việt Nam. Những sải tay mạnh mẽ, những bước chạy thần tốc, những bộ não phi thường, những bước nhảy vươn cao, những đôi chân quả cảm và nhiều bộ môn thể thao bùng nổ khác. Cùng VION đồng hành thể thao Việt Nam tại đấu trường lớn nhất Đông Nam Á, đón đầu và cổ vũ nhiệt liệt đội tuyển Việt Nam trực tiếp ngay trên VION với hơn 150 kênh truyền hình. VION không thể rời mắt.